theo online như vậy á, thì thầy tăng số phút lên cho các bạn để có nhiều thời gian hơn. Thì tất cả các bạn phản hồi lại cho thầy với 20 phút 20 câu thì chúng ta làm xong dư dư thời gian. Do vậy thì khi mà làm bài thì cố gắng đọc đọc cho nó cái câu dẫn cho nó kỹ một chút xíu nha. Và cái phần mềm của thầy làm bài nó dễ hơn cái LMS của các bạn nữa. Nên làm rồi các thao tác nó rất là đơn giản thôi. Đừng có sử dụng cái enter nhé. Cái việc mà lên xuống kéo lên trên cái một cái trang đó là thầy để 20 câu luôn á, kéo lên kéo xuống thì dùng con chuột, đừng có dùng enter. Và khi nào mà xong hết rồi á, thì chúng ta bấm cái submit là xong. Bấm submit xong coi điểm cái là chúng ta log out ra nha. Và chú ý cái thời gian 20 phút nha, có đồng hồ đếm á, nên các bạn chú ý đừng có bấm sau phút thứ 20. Thì cố gắng là phút thứ 19 mình làm hoàn thành đi. À, cho nó an toàn ha, 19 hay 19 phút bao nhiêu giây á, đừng để tới phút thứ 20 nha. Làm trên điện thoại cũng được, làm trên máy tính cũng được. Nhưng mà nếu mà làm trên máy tính thì cái giao diện đẹp hơn tí, trên điện thoại thì nó sẽ nhìn cái màn hình nó nhỏ hơn đó, nhỏ hơn. Rồi trong quá trình làm á, thì thầy cũng giống như là thầy đang đang coi chúng ta làm bài á, thầy cũng mở cái phần mà của thầy. Cái phần mềm nó có hai phần, phần của sinh viên thì cái phần mà student login đó là của sinh viên, còn phần admin đó là của thầy. Thì các bạn làm thầy biết là bạn đang làm như thế nào, cái tốc độ các bạn làm. Và khi mà các bạn nộp bài á, là các bạn biết điểm thì ở chỗ bên thầy cũng nhận được cái tín hiệu của các bạn luôn, với điều kiện là các bạn làm dưới 20 phút đó, lỗ 20 phút thì hệ thống nó sẽ báo lỗi á. Phải bấm nộp bài nha, đừng có quên phải bấm submit nha. Lưu ý chúng ta phải bấm nha, bấm, tại vì nếu không bấm submit thì các bạn sẽ không biết điểm được đâu. Và cái cách mà kiểm tra online là các bạn đã biết điểm rồi ha, các bạn đã biết điểm rồi. Còn khi mà không bấm submit thì nếu mà hệ thống nó mà không nhận thì chúng ta sẽ không có điểm đó nha, nên nhớ bấm submit. Chỉ có nút bấm nên đơn giản thôi, bấm là xong thôi nha. Đương nhiên rồi, thầy đang tâm sự với lớp này phải nhỏ, còn khi mà hướng dẫn thì mới lớn được nhé. Tâm sự mà tâm sự to có nghe nó không có vui, nhỏ nhỏ thôi. Hôm nay rất là vui khi mà gặp đông các bạn như thế này. Thì lớp mình lúc nào cũng có một sĩ số rất là thích, 72. Thầy dùng đang dùng hai user, ở đây là 74, như vậy còn 72 bạn. Đó, cái số lượng của chúng ta luôn luôn là đảm bảo, đó là cái đặc trưng của lớp mình. Và cái khả năng mà làm hiểu bài của chúng ta cũng nhanh, cũng rất là nhanh. Cái phần kiểm tra thì sẽ hướng dẫn sau các bạn nha, thầy sẽ hướng dẫn sau. Và chúng ta sẽ dựa vào cái khung chat, tất mọi cái thông tin thầy liên hệ với các bạn qua khung chat hết. Như vậy thì chúng ta cứ dựa vào khung chat, lúc nào thầy bảo vào khung chat có đường link thì chúng ta làm ha. Đường link đó, một là chúng ta có click luôn, hoặc là copy cái đường link đó dán vào Google là xong, tùy tùy máy. Ví dụ như máy của thầy phải copy đường link thầy dán vào. Còn đối với các bạn, một số bạn thì nó được có thể click luôn. Và nhớ nhé là được chỉ được làm một lần thôi. Do vậy thì chúng ta chú ý cái mạng chúng ta phải ổn định. Và thứ hai nữa là đừng có tắt nguồn ha, cái điện thoại hoặc là cái máy tính của mình phải pin phải đầy đủ để tránh trường hợp mà đang làm mà nó bị tắt. Cố gắng như vậy, chỉ cần là một số thao tác nho nhỏ thôi, thầy nghĩ là các bạn sẽ làm tốt. Và thầy tin là khi mà thầy xem cái kết quả đó thì nó sẽ giống như thầy suy nghĩ. Thầy suy nghĩ các bạn, thầy luôn luôn là đánh giá rất là cao lớp mình vì đã qua nhiều lần kiểm tra. Và các bạn lớp khác cũng vậy, thì có rất nhiều bạn đã học cùng với thầy, thầy biết cái khả năng của chúng ta. Nhưng mà đôi khi mà nhiều khi tại cái thời điểm đó chúng ta có bị tâm lý. Do vậy thì khi mà kiểm tra online như thế này ở nhà làm thì thầy hy vọng các bạn không bị tâm lý nhé, không bị tâm lý, cứ thế mà làm thôi và khẳng định là mình làm được ha, mình làm được. Và những cái bài mà kiểu có câu hỏi của thầy ra thì rất là đơn giản, các bạn cứ nghĩ là mình làm được và câu hỏi của thầy đơn giản là ổn ha, không có gì khó hết. Đối với thầy là tiếng Anh mới khó ha, những cái học phần mà ví dụ như là sinh lý bệnh mà kiểm tra bằng tiếng Anh thì mới khó thôi, chứ bằng tiếng Việt là dễ rồi. Mỗi lần mà làm bài ví dụ như là mấy cái thứ tiếng mà không phải tiếng Việt ấy, thì câu đầu tiên thì nó ô khó quá, còn những cái phần mà liên quan đến tiếng Việt câu đầu tiên nó dễ.
dễ là do mình so sánh thôi, chứ đâu có định mức thế nào là dễ đâu, đúng không? Có nhiều khi mình đọc rồi câu nó dễ quá, nhưng mà bạn thì chưa có đọc thì câu nó khó thế thôi à. Nên các bạn cứ 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 nghĩ rằng mình làm tốt, học tốt là được rồi đó. Và các bạn làm á, thì làm hết cái khả năng của mình để thầy đánh giá coi là với cái thời điểm hiện tại thì các bạn đã nhớ được bao bao nhiêu. À, tại vì hiện tại thì có rất nhiều bạn thì thầy biết đó là không có thời, không có tâm trí đâu mà học, và là công việc đi huy động những cái công việc rất là tốt ha, cái công việc mà của xã hội à, ví dụ như là huy động đi đi chống dịch chẳng hạn, thì bất kỳ cái bạn nào mà đi chống dịch thì thầy rất là vui, vì các bạn đang đóng góp được cho ít nhất là cho thành phố Hồ Chí Minh mình và các tỉnh. Về hiện nay thì các bạn đi, còn thầy và các anh em ở bên khối y tế tư nhân thì ở cái đội dự phòng thôi, vì hiện nay y tế tư nhân chưa có tham gia, là sử dụng hầu hết là y tế nhà nước thôi. Kể cả nếu mà thành phố Hồ Chí Minh thiếu thì huy động ở ngoài Bắc vô, mấy chục đoàn ở ngoài Bắc vô nhưng mà y tế tư nhân thì chưa tham gia đó, nên các bạn đã đóng góp rất tốt rồi ha. Còn những bạn khác thì cố gắng giữ gìn sức khỏe, và thầy hy vọng cứ mỗi chiều Chủ nhật đó thì gặp mặt các bạn đầy đủ, nghe cái tiếng nói của các bạn, cái giọng nói hay là cái câu nhắn của các bạn là vui rồi đó. Những cái lúc, những cái mơ ước, những cái yêu cầu khá đơn giản ha, không có gì mà to tát hết. Nếu mà gặp ở trên lớp thì bảo ô phải đi học đầy đủ, nhìn cái mặt nó cười cười mới biết nó vui. Còn bây giờ chỉ cần, nhiều khi chỉ cần cái tên ở trên trên màn hình thôi, ví dụ như là thấy cái trên màn hình có Huyền Nguyễn chẳng hạn, à biết là Huyền Nguyễn đã bật click vào cái đường link và đang nghe, mặc dù là tắt cam không sao, tắt thoải mái ha. Nhiều khi mình cũng không cần mở lắm, chỉ cần mình nghe là được rồi. Còn riêng thầy thì mở cam để các bạn thấy là thầy dùng cái tường ảo nó ghê như thế nào ha, thấy không, tường ảo không, nó nhìn phía sau rất là hoành tráng luôn, mà thực ra là phía sau là cái bức tường không á đó. Như vậy thì các bạn có thấy là cần bật cái tường ảo thì mình bật thôi, bây giờ cái gì cũng ảo ảo ha, cái gì cũng ảo luôn. Nhưng mà có cái slide này là thiệt này. Hôm nay thì tìm hiểu về một cái bài, bài đó là bài về rối loạn về điều hòa thân nhiệt ha, rối loạn về điều hòa thân nhiệt. Rồi bây giờ thầy có xe lên rồi đó, rồi để bây giờ thầy ghi âm một chút xíu là xong ha. Rồi các bạn chờ chút xíu, chắc là để thầy mời thanh tra vào một tí ha, để cho thanh tra là số nào ta, thanh tra giáo dục. Bạn chờ chút xíu ha, thanh tra giáo dục. Rồi thanh tra giáo dục à, có rồi đó. Thầy chưa có mở ghi âm, thầy để thầy mời bạn thanh tra vào đã rồi thầy mở nhé. Ghi âm an tâm, thầy không có quên đâu, vì thầy quên thì lấy cái gì gửi cho các bạn bây giờ, đúng không? Đó, chờ chút xíu nhé, làm ly nước cho ấm giọng tâm sự với các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu ha. Bây giờ thầy mới bật cái ghi âm. Trước khi bật ghi âm thì chia sẻ với lớp là qua cái thời gian mà tâm sự các bạn qua online á, thì cái màn hình của thầy nó cũng te tua rồi. Do vậy thì cái màn hình mà ở trên các bạn nhìn là thấy là đẹp, còn đối với bên thầy á, thì nó hơi khó nhìn luôn á. Thầy sẽ cố gắng điều tiết cái mắt cho nó phù hợp. Rồi bắt đầu là vô bài nè. Thì hôm nay giới thiệu với lớp về rối loạn về điều hòa thân nhiệt. Đây là một cái rối loạn mà chúng ta cũng nên quan tâm. Vì hiện nay các loại thuốc mà liên quan tới điều hòa thân nhiệt rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Và các bạn đã có đầy đủ về thông tin về các loại thuốc đó, chỉ cần là chúng ta tìm hiểu thêm về các rối loạn ở cơ thể mình thôi. Ví dụ như là tăng thân nhiệt như thế nào, rồi giảm thân nhiệt như thế nào, và cái thân nhiệt nó sẽ được điều hòa bởi cái cơ chế nào, và trung tâm điều hòa thân nhiệt ở đâu, và có cách nào mà hạ thân nhiệt được hay không. Về hiện nay
Cái từ mà tăng thân nhiệt đó, cái từ sốt rất là nhạy cảm và chúng ta có thể search Google thấy rất là nhiều. Và những cái loại thuốc mà hạ sốt cách đây khoảng 2-3 ngày á, là rất là hút hàng luôn đúng không? Hút hàng là rất là nhiều, chỉ một cái tin nhắn nho nhỏ thôi mà rất rất nhiều các cái hàng hóa nó đã được lưu thông rất là nhanh luôn á. Đó. Đó, do vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem coi á, là ở bài này có vấn đề gì mà thú vị, và chắc chắn ở trong bài kiểm tra cột thứ hai là các bạn sẽ được tìm hiểu rất là nhiều về cái điều hòa thân nhiệt này. Phần đầu tiên đó thì mình sẽ tìm hiểu về tổng quan về cái thân nhiệt, tổng quan về thân nhiệt. Ví dụ như là cái thân nhiệt này nó được chi phối bởi hai quá trình sinh nhiệt và quá trình thải nhiệt. Vậy thì hai quá trình nó hoạt động ra sao? Cái thứ hai nữa là trình bày sự thay đổi của thân nhiệt mà thụ động. Thứ ba là thay đổi thân nhiệt chủ động. Như vậy thì thụ động nó có những cái vấn đề gì mà mình quan tâm và chủ động có vấn đề gì mình cần quan tâm. Về thân nhiệt đó, thân nhiệt đây là một cái thước đo cái khả năng của cơ thể để sinh và thải nhiệt. Nếu mà sinh và thải nhiệt nó thay đổi thì thân nhiệt của con người nó sẽ thay đổi. Và ở loài người nói chung á thì chúng ta là thuộc cái nhóm là đẳng nhiệt. Vậy thì cái thân nhiệt chúng ta cũng khá ổn định. Nó dao động khoảng cộng trừ khoảng 37 cộng trừ 0,5 nhá, 37 cộng trừ 0,5 độ C thôi. Và đối với cái thân nhiệt của chúng ta này thì nó có một cái trung tâm điều hòa thân nhiệt ở cái vùng hạ đồi á, mình sẽ có một cái trung tâm đó mà vùng hạ đồi là thuộc thần kinh trung ương ha. Và cái trung tâm đó nó sẽ chỉ huy, nó sẽ điều chỉnh cái quá trình này, và cái quá trình này nó có thể tăng có thể giảm tùy thuộc cái mối quan hệ giữa sinh nhiệt và thải nhiệt ha, giữa sinh nhiệt và thải nhiệt. Đó là hai quá trình mà chúng ta cần quan tâm. Rồi kế tiếp đó là có một bạn nói là duyệt thì các bạn cứ vào đi để thấy bạn nào thì duyệt bạn đó thôi ha. Tại vì thấy có cái điện thoại thì nó sẽ dùng riêng cho cái việc duyệt mà duyệt thành viên. Rồi, theo nghiên cứu á thì đối với cái thân nhiệt của chúng ta, cái nhiệt độ khoảng 37 độ C á là cái nhiệt độ lý tưởng cho các cái hoạt động trong cơ thể. Do vậy thì cái nhiệt độ nào mà nó dao động khoảng trên dưới 37 độ C. Ví dụ như là 36 độ 5 hoặc là 37 độ 5. Đó thì trong cái giới hạn bình thường. Và hiện tại thì khi mà đi đâu đó ra ngoài đường, ví dụ như là đi siêu thị mua mua đồ này, hoặc là đi đâu mà cần có đo thân nhiệt thì chúng ta sẽ thấy cái thân nhiệt bây giờ nó mới quan trọng cỡ nào ha. Khi mà nó tích xanh một cái thì chúng ta được vào ha, nếu mà tích đỏ thì phải phải xem lại. Nên giống như lúc mà thầy đi khám trước khi chích ngừa mũi thứ nhất đó. Đó, và cái phòng nó rất là mát luôn, nhưng mà khi mà tới đo thân nhiệt thì nhiệt độ nó là trên nó máy nó báo là màu đỏ, máy máu màu đỏ thì không hiểu tại sao mà lúc đó là nhiệt độ lại tăng, trong khi cái trệt của cái tòa nhà ở khu công nghệ cao rất là rộng mà nhiệt độ rất là mát luôn. Rồi đó lần thứ hai tưởng là máy nó bị sai, mượn máy khác đo thì lúc đó mới mới báo là cái tín hiệu là màu xanh. Tại vì khi mà có cái tín hiệu màu xanh đo thân nhiệt đó thì mới qua cái bước thứ hai. Qua cái bước thứ hai đó là khám khám trước khi chích ngừa. Đó, do đó chúng ta sẽ thấy cái thân nhiệt bây giờ rất là quan trọng luôn. Và cái việc mà cái năng lượng được tạo ra thì các bạn nhớ nè, nó gồm có hai cái nhóm nguyên liệu để tạo thành năng lượng. Thứ nhất là các cái chất dinh dưỡng á, đó là đường là một này, đó là chất béo là hai, đó là đạm là ba, cộng với oxy. Và khi mà tới tế bào á thì lúc đó nó sẽ oxy sẽ đốt cháy cái nhóm này, nhóm chất hữu cơ này tạo ra năng lượng. Và năng lượng nó thì 50% á dùng để sưởi ấm của cơ thể mình.
Còn 50% còn lại á, thì sẽ đảm nhiệm hai cái vai trò. Vai trò thứ nhất á, là cho các cái hoạt động của cơ thể mình hoạt động ha. Các cái cơ quan á, nó sẽ hoạt động. Mà ví dụ như là muốn hấp thu, muốn điều chỉnh cái bơm rotong ở dạ dày á, thì cũng phải cần năng lượng. Muốn điều chỉnh cái bơm Na cộng K cộng á, Na cộng K cộng ở ruột non thì cũng phải cần năng lượng. Đó, cái năng lượng nó hoạt động cho các cái phản ứng đó, các hoạt động đó là cái thuộc cái nhóm mà 50% còn lại này. Và nếu mà xài không hết á, thì nó sẽ dự trữ dưới dạng ATP. Do vậy cái ATP mình gọi là chất dự trữ năng lượng hay là tiền tệ năng lượng ha. Adenosine triphosphate. Và khi mà cái cơ thể mình mà cần á, cơ thể mình mà cần năng lượng á, thì cái các cái liên kết trong ATP này nó sẽ bị bẻ gãy và chúng ta sẽ có cái nguồn năng lượng. Và đây là một số các yếu tố mà nó ảnh hưởng tới cái thân nhiệt. Nó ảnh hưởng tới thân nhiệt. Ví dụ như mình sẽ đi theo chiều kim đồng hồ đi. Ví dụ như là hút thuốc lá này. Nó sẽ ảnh hưởng tới điều hòa thân nhiệt này. Rồi cái nhiệt độ mà ngày đêm. Nhiệt độ ngày đêm nó cũng ảnh hưởng tới thân nhiệt. Ví dụ đa phần nhiệt độ ban ngày sẽ cao hơn ban đêm. Cơ thể mình đó. Vì ban ngày nó hoạt động mà. Thì các cái cơ quan nó sẽ hoạt động và nó sẽ tỏa nhiệt. Nó vừa tốn năng lượng và tỏa nhiệt. Ban đêm thì đa phần là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì cái nhiệt độ nó sẽ giảm hơn. Rồi cái nữa là các hormone đó, các hormone làm cho thân nhiệt nó tăng, điển hình là hormone tuyến giáp đó, T4 đó. Ngoài ra có hormone của tuyến yên như là TSH hoặc là GH nha, hoặc là hormone của tuyến yên liên quan đến bộ phận sinh dục như là LH và FSH. Rất là nhiều luôn các hormone. Rồi có thể là những cái hormone khác như là ví dụ như là GH hormone phát triển chẳng hạn. Hoặc là hormone của tuyến thượng thận á, tăng quá trình chuyển hóa đó, ví dụ như là cortisol, cortisol. Rồi tiếp theo là tuổi, tuổi càng tăng thì các hoạt động của cơ thể mình á, cho các hệ cơ quan trong cơ thể nó sẽ giảm. Và khi mà giảm như vậy á, thì cái nhiệt độ mà nó tỏa ra nó cũng giảm xuống, nên chúng ta sẽ thấy là đa phần là người già mình sẽ sờ cái tay của người ta nó sẽ mát hơn. Đó, và chỉ cần người già mà ăn tăng cái chất béo lên ha, hoặc ăn nhiều lên nữa là nó sẽ có vấn đề về các cơ quan, ví dụ như là tim mạch chẳng hạn, vì lúc đó tim nó cũng giảm theo tuổi rồi. Rồi lo lắng rất là nhiều, lo lắng thì nó sẽ ảnh hưởng tới ngoài cái việc mà bên ngoài á, cái việc mà bên ngoài nó bị ảnh hưởng á, thì nó cũng ảnh hưởng tới các cái quá trình này, các cái quá trình điều chỉnh về thân nhiệt. Nó ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa tinh bột hay là đường, quá trình chuyển hóa lipid hay là chất béo. Rồi cái nhiệt độ môi trường ví dụ hiện tại á, thì nhiệt độ môi trường tại chỗ thầy ngồi á, mà có quạt rồi ha, ở trong nhà là 32 độ C, để bên ngoài đường sẽ nhiều hơn, sẽ cao hơn rất là nhiều. Và khi mà đi ở nhiệt độ như thế này á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới tới cái sức khỏe của chúng ta luôn. Rồi tập thể dục. Mà tập thể dục đương nhiên nhiệt độ tăng rồi. Là tập thể dục đây là tập thể dục bình thường nhá. Vì có những vận động viên thể thao á thì tập thể dục người ta còn có cái mục tiêu khác, đó là giảm cân á. Những cái môn thể thao mà thi đấu dựa trên cái hạng cân á, ví dụ như là cử tạ chẳng hạn. Ở Việt Nam có một cái vận động viên rất là giỏi ở cái hạng cân 5-6 kg. Đó là cái cử cử tên là Tuấn. Có những lúc mà anh chàng này bị tăng cái cân lên trên 56 kg á, thì phải tập và tập những cái động tác rất là mạnh và nó sẽ ép cái cân xuống nha. Rồi uống những cái chất mà chất uống đồ nóng á, đồ nóng trời nóng uống đồ nóng thì không tốt, thì uống đồ mát nó sẽ tốt hơn. Đồ mát tự nhiên không phải là đá, rồi những cái nước mà nước mát á, nước mà từ thảo dược mát hoặc là các cái loại nước khác nó giúp cho cơ thể cái nhiệt nó sẽ giảm. Mà đó là một số các yếu tố ảnh hưởng tới ha. Và trong đó có những yếu tố thay đổi được này, ví dụ như là thói quen uống nước này, nước nóng này, hút thuốc này, tập thể dục này. Đó rồi stress này có thể thay đổi được. Rồi còn có những cái yếu tố không thể thay đổi được, ví dụ như là tuổi, ví dụ như là môi trường, ví dụ nhịp sinh học ngày đêm. Mấy cái đó thì không có thay đổi được rồi. Nên chúng ta tập trung vào những cái sự cái nào mà thay đổi được á, chúng ta thay đổi nó sẽ rất là tốt.
Rồi, khi mà nhiệt độ của cơ thể mà tăng 1 độ C á, thì các cái hoạt động á, của enzyme hay là một số cái chất xúc tác á, nó sẽ tăng lên 40%. Mà khi mà tăng như vậy thì các cái cơ quan trong cơ thể mình sẽ tăng. Và đó là lý do tại sao mà gặp những cái người mà có vấn đề về sức khỏe, có vấn đề về bệnh nền á, thì khi mà sốt á, thì nó sẽ nguy hiểm hơn. Vì các cái cơ quan khác nó đang ở trạng thái yếu mà, bây giờ bắt nó hoạt động nữa. Tại vì tăng tới 40% nó không phải là ít đâu, quá nhiều luôn. Còn những trường hợp mà giảm 1 độ C ấy, thì các hoạt động nó sẽ giảm tới 50%. Nên cái nhiệt độ của nó, sự thay đổi nhiệt độ rất là quan trọng. Ai mà đã từng bị sốt đó, thì sẽ thấy cái cảnh mà nó khó chịu, nó nhức đầu, nó cơ, nó mỏi, rồi cái miệng nó đắng và không muốn ăn luôn. Và các hoạt động gần như là buông luôn á, tại vì rất là mệt. Và lúc đó thì phải cố gắng để ăn, để tăng cái nguồn nguyên liệu á, để có cái năng lượng mà có thể chịu được cái quá trình điều trị. Những trường hợp ví dụ như trường hợp mà sốt do siêu vi chẳng hạn thì gần như là chỉ có truyền nước biển này, truyền nước nếu mà trong bệnh viện ha, hoặc là sử dụng thêm những cái viên viên C ha, uống những cái vitamin C, hoặc là uống dung dịch mà ví dụ như là Oresol này, chỉ giữ mạch chẳng hạn. Đó, những cái phương pháp mà điều trị thì cũng không có cái gì nó khác biệt hơn. Để làm sao mà duy trì được cái mạch chứ, duy trì được cái sự tỉnh táo thôi. Và cái trung tâm điều nhiệt như thầy chia sẻ lúc đầu buổi á, đó là ở vùng hạ đồi, nó thuộc thần kinh trung ương. Và ở thần kinh trung ương thì nó ở trên não này, nó ở xa các cái cấu trúc ở dưới lắm. Do vậy nó rất là tin cái những cái tuyến dưới báo lên nha, báo lên. Và hai cái trung tâm tạo nhiệt với trung tâm thải nhiệt á, hay là sinh nhiệt và thải nhiệt, nó sẽ đảm nhận cái vai trò. Vậy làm sao để cho cái điểm đặt nhiệt á, nó chỉ dao động qua cái khoảng 37 độ C mà thôi, nhưng nó không có tăng thêm. Và khi mà chúng ta hoạt động á, khi mà chúng ta hoạt động thì cái việc mà chúng ta nóng lên á, là do các cơ quan, tất cả các cơ quan trong cơ thể nó hoạt động. Và khi nó hoạt động nữa, một mặt nó sẽ cần năng lượng, mặt thứ hai nó sẽ tỏa ra nhiệt, nó làm cho cái cơ thể mình nóng hơn. Nên cái việc mà chúng ta đi ngoài á, ví dụ như là đi ở phía ngoài đường á, rồi chúng ta vào cái bãi giữ xe, chúng ta để bãi xe rất là nắng khó chịu, và chúng ta đi vào cái cổng mà chúng ta cái cổng mà siêu thị á, mà đo thân nhiệt kiểu gì cũng tăng, đo ít nhất là 2 lần thì mới mới có thể màu xanh được, còn không chỉ màu đỏ riết à. Mặc dù là mình không có vấn đề gì về sức khỏe, bây giờ khi mà đo thân nhiệt mà nhiệt độ tăng là người ta sợ lắm. Cái nỗi sợ đầu tiên á, còn nỗi sợ thứ hai là cái ho, cái là người ta sợ. Còn đối với những cái trường hợp mà nghỉ ngơi á, thì cái việc mà tạo nhiệt nó lại do một cái cơ quan khác, cái cơ quan nằm ở hạ sườn phải á. Rồi mình quay trở lại cái trung tâm tạo nhiệt, cái trung tâm tạo nhiệt này nó có một số cái hệ cơ quan nó hỗ trợ. Ví dụ như là hệ giao cảm chẳng hạn, hệ giao cảm là thuộc cái nhóm thần kinh thực vật á, nó co thắt một số cái cơ trơn ha. Rồi tủy thượng thận thì nó có aldosterone, cortisol nó tham gia. Tủy thượng thận nó có adrenaline chứ. Adrenaline nó cũng có vai trò gần như là giao cảm á, nó gây co thắt mạch máu, co thắt cơ trơn. Rồi tuyến giáp thì đặc biệt đó là T4 ha, T4 nó tăng số lượng và tăng cái khả năng hoạt động của ti thể. Do vậy mà tuyến giáp là cái tuyến mà mình có thể biết được rất là rõ luôn á, cái sự thay đổi. Và những cái vấn đề đó làm tăng quá trình chuyển hóa, chúng ta sẽ có nhiều cái nguyên liệu hơn, chúng ta sẽ có oxy và những cái chất, ba cái chất cơ bản để chúng ta sẽ có năng lượng để cho phục vụ cho cái hoạt động của cơ thể chúng ta, phục vụ cho cái việc sưởi ấm chúng ta ha. Đó là cái vai trò của trung tâm tạo nhiệt. Còn khi mà nghỉ ngơi á, khi mà nghỉ ngơi ví dụ ban đêm á, khi mình nghỉ ngơi thì cái vai trò mà tạo nhiệt, duy trì cái thân nhiệt cho cơ thể chúng ta thì đó là vai trò của gan. Do vậy khi mà gan hoạt động tốt thì cái vai trò mà tạo năng lượng vào buổi tối hoặc là khi mình nghỉ ngơi á, nó rất là hài hòa luôn. Còn những cái trường hợp mà mình cần gấp á, thì mình sẽ tạo ra những cái hoạt động cơ học á, ví dụ như là rung cơ, trà sát tay để báo hiệu cái tín hiệu lên cái tuyến, ví dụ như là tuyến giáp ha, để lúc đó thì nó sẽ tiết ra cái tyrosin, cái T4 á, và có thể tác động trực tiếp lên tuyến giáp, nhưng mà đa phần là gián tiếp thông qua tuyến yên á.
tuyến yên nó sẽ tiết TSH. TSH là hormone của tuyến yên, nó sẽ tác động lên tuyến giáp để tăng quá trình sản xuất T4. Do vậy nếu mà có vấn đề gì về tuyến giáp á, thì các bạn sẽ thấy là các bác sĩ thì các anh chị bác sĩ thì thường thường là cho xét nghiệm và định lượng hormone á, đó là hormone TSH và hormone T4 ha, cả một cặp luôn. Rồi cái còn cái việc mà điều hòa mà liên quan đến cái trung tâm thải nhiệt thì cái trung tâm sinh nhiệt nó như thế nào, thì thải nhiệt thì là chúng ta sẽ dùng cái đối lại. Ví dụ như là sinh nhiệt dùng giao cảm thì thải nhiệt chúng ta sẽ dùng đối giao cảm. Rồi chúng ta sẽ có một số cái biện pháp như là tăng thông khí, ví dụ như là tăng cái quạt lên này ha, rồi tăng máy là rồi bật máy lạnh chẳng hạn. Rồi cái cơ ngay cả bản thân cơ thể mình tăng tiết mồ hôi để cho nó thải nhiệt, hoặc là các mạch máu thì nó giãn. Và có một số cái cách mà thải nhiệt đó, ví dụ như là các bạn thấy cầm cái chai nước á, các bạn cầm chai nước á, thì ngay khi cầm á, chúng ta sẽ cảm thấy rất là mát, vì lúc đó thân nhiệt của chúng ta nó sẽ lớn hơn thân nhiệt của cái chai nước đó, hay là gọi là môi trường á. Thì cái hành động mà chúng ta đang làm á, nó liên quan đến truyền nhiệt, truyền nhiệt tức là trực tiếp. Còn cái trường hợp thứ hai á, là chúng ta đi ngoài nắng vào này, cái thân nhiệt nó tăng, đi vào nhà tự nhiên mát hơn vì trong nhà có quạt, có máy thông gió ha, có máy lạnh vân vân, thì lúc đó thì cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta nó cũng lớn hơn nhiệt độ của môi trường. Nhưng mà cái hình thức đó là hình thức khuếch tán ha, hình thức khuếch tán, nói chung là khuếch tán, và tác dụng thì nó gián tiếp, còn cái truyền nhiệt là trực tiếp ha, truyền nhiệt là trực tiếp. Đó là khi mà nhiệt độ của cơ thể á, nó lớn hơn nhiệt độ của môi trường. Còn khi mà nhiệt độ của cơ thể nhỏ hơn nhiệt độ của môi trường á, thì cái vấn đề điều hòa thì liên quan tới bốc hơi. Và cái hiện tượng bốc hơi này á, thì các bạn có thể nhớ cái hình ảnh mình đi xông hơi á, mình xông hơi có thể xông tại nhà hoặc là xông tại một cái cơ sở y tế nào đó ha. Xông tại nhà mình có thể mình nấu nồi xông và mình xông hơi những cái cây mà có tinh dầu á, ví dụ như cây ngũ trảo chẳng hạn, hoặc lá xả chẳng hạn. Đó, cái tình trạng mà xông hơi cho khỏe, hay là xông hơi trong những trường hợp mà cảm cúm, thì lúc đó cái nhiệt độ của cơ thể chúng ta nó sẽ thấp hơn nhiệt độ của môi trường. Do vậy thì khi mà nó liên quan tới bốc hơi hay là truyền nhiệt hay khuếch tán đó, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là nhiệt độ của cơ thể của người con người mình này với nhiệt độ của môi trường nó sẽ như thế nào. Nếu mà nó nhỏ hơn thì chỉ có hiện tượng bốc hơi thôi, còn nếu mà lớn hơn thì có hai hình thức. Một là nếu mà trực tiếp mình gọi là truyền nhiệt, còn nếu mà gián tiếp á, thì chúng ta ghi nhận đó là khuếch tán ha. Đó là chúng ta nhớ cái ý đó. Rồi tại cái thời điểm này nè, tại thời điểm này khi mà sờ cái trán này, khi mà sờ cái trán và sờ cái bàn tay á, thì nó có cái sự khác biệt luôn á, nhìn cái trán và nhìn cái bàn tay có sự khác biệt luôn. Và cái nhiệt độ ở trán á, hay là nhiệt độ vùng đầu thân thì thường mình sờ cái trán này, và nhiệt độ của tay chân thì nó cũng có khác, chúng ta thử sờ thử xem và nó sẽ thấy có sự khác biệt luôn á. Bởi vì khi mà trời nóng ha, vì khi mà trời nóng á, thì cái nhiệt độ ở trán ấy thường á, là nó sẽ thấp hơn nhiệt độ ở tay chân. Sờ tay chân thì nó sẽ nóng hơn. Còn khi mà trời lạnh á, thì ngược lại ha, ngược lại thì nhiệt độ ở trán nó sẽ ấm hơn này, và nhiệt độ tay chân nó sẽ lạnh hơn. Và đó là cái cách mà chúng ta có thể ghi nhận được cái sự thay đổi á. Và bản thân của chúng ta cũng vậy, khi mình đi trời lạnh nhá, mình sẽ thấy nó có sự khác biệt, tay thường phải chà sát không à, tại lúc nó tay nó lạnh dữ lắm, nhiều khi mà đeo găng này chà sát tay cho nó ấm, còn trong khi nó cái đầu mình nó ấm sẵn rồi. Còn khi mà đi đi trời nóng như bây giờ tại thời điểm này này, mà đi ra ngoài đường này, nếu thôi nhá, chứ ra ngoài đường nguy hiểm á, nhiều khi dễ bị phạt á, đó thì nó sẽ có cái tình trạng ngược lại, cái đầu mình cái trán mình nó sẽ mát hơn. Rồi về cái thay đổi về cái thân nhiệt á, ví dụ như là thay đổi về cái thân nhiệt thụ động, thì chúng ta chỉ có giảm hoặc là tăng thân nhiệt thôi. Đây chúng ta xem là quay cái quá trình mà giảm thân nhiệt, giảm thân nhiệt thì nhắc tới quá trình giảm thân nhiệt á, thì chúng ta để ý á, là nhiệt độ mình đo được á, nó thấp hơn so với nhiệt độ bình thường của cái bệnh nhân đó ha, hoặc là cái người đó. Thì cái quá trình mà sinh nhiệt thì nó có thể giảm giảm hơn cái quá trình thải nhiệt, và có thể có những cái
cái loại mà các bạn đã gặp rất là nhiều, ví dụ như những trường hợp mà giảm thân nhiệt sinh lý này, mình có thể gặp. Ví dụ trong gia đình mình có ai mà nhiều tuổi, tuổi nó cao á, thì cái độ cái thân nhiệt nó giảm, mình gọi là giảm thân nhiệt sinh lý. Giảm thân nhiệt bệnh lý tức là có bệnh thì mới có giảm ha, bệnh lý á. Rồi nhiễm lạnh, ví dụ như là khi mà đi bơi á, đi bơi mà đi bơi quá nhiều cũng là một hình thức. Rồi hạ thân nhiệt nhân tạo thì thường là trong ghép cơ quan á. Ghép cơ quan thì người ta sử dụng hạ thân nhiệt nhân tạo. Giống vậy thì đối với các bạn dược sĩ á, thì các bạn chú ý cái nhiễm lạnh là một này. Nhớ cái giảm thân nhiệt sinh lý là hai, và nhớ cái giảm thân nhiệt bệnh lý là ba, đặc biệt là cái vị trí số 3 đó, vì chúng ta có cái những nhiều cái vũ khí để tác động tới. Còn những trường hợp mà hạ thân nhiệt nhân tạo một thường là ở bệnh viện đã xử lý rồi chứ không ra gặp chúng ta đâu. Có về đề ghép cơ quan có cả ekip rồi. Rồi, ở đây thì chia sẻ với các bạn là giảm thân nhiệt sinh lý, tức là người già đó, thì người già nó cần vui chơi nhiều, ăn uống thì ít lại, và các cái cơ quan hoạt động nó giảm. Ví dụ như 80 tuổi chẳng hạn thì cái hoạt động của thận nó đã giảm tới 40% rồi. Ở 80 tuổi thì cái nhịp tim nó cũng thay đổi, cái đường kính của mạch máu cũng thay đổi, cái hoạt động của tim nó cũng thay đổi theo chiều hướng là giảm. Do vậy thì người ta sẽ có nhu cầu ăn uống ít lại, và thường là ăn đồ mà ít ngọt, ít béo, tăng đạm. Tăng đạm để làm gì? Để duy trì cơ, và cũng có thể dùng đạm để tạo năng lượng. Có thể dùng đạm để tạo năng lượng thì có vẻ là tốt hơn cái việc tăng đường tăng mỡ. Cái việc mà tăng đường tăng mỡ thì gần như là đối tượng nào cũng không tốt, cũng không nên dùng nhiều hai cái nhóm này, mà dùng đạm thì nó sẽ tốt hơn. Đó là liên quan tới cái việc mà giảm thân nhiệt sinh lý ha, chúng ta lấy ví dụ về người già thôi. Còn khi mà ghi nhận bảo là có vấn đề gì xảy ra ở những người này thì lớp cứ để ý đó là các cái chuyển hóa cơ bản nó giảm rồi. Chuyển hóa cơ bản nó giảm. Chuyển hóa cơ bản của chúng ta thì ngày càng tăng, tại vì nhu cầu chúng ta rất là nhiều. Ngay cả vì cái hoạt động của chúng ta, các cơ quan trong cơ thể đang hoạt động mạnh mà. Do vậy thì mình sẽ cần duy trì một cái lượng nhất định, còn người già thì nó sẽ giảm hơn. Còn trường hợp thứ hai là giảm thân nhiệt mà do bệnh lý thì rất là nhiều các bệnh lý, ví dụ như là đái tháo đường chẳng hạn. Đái tháo đường chẳng hạn. Rồi xơ gan, rồi suy dinh dưỡng, rồi suy giáp. Rất là nhiều luôn. Và hiện nay ở cái đợt dịch này á, thì cái vấn đề đái tháo đường được quan tâm rất là nhiều, vì cái tỷ lệ mà thay đổi về chỉ số đường huyết theo cái hướng mà nặng nề hơn á thì diễn ra rất nhiều ở những người mà có bệnh lý về đái tháo đường mà đang sống trong cái đợt dịch này. Rồi nhiễm lạnh ha. Nhiễm lạnh thì thông thường á, là do tắm, ví dụ như là tắm lâu thôi, tắm lâu thì lúc đó cái nhiệt độ môi trường nó thấp, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của cái người tắm. Ở đợt nhiễm lạnh chúng ta tham khảo nhé, đợt nhiễm lạnh tham khảo. Rồi còn giảm thân nhiệt thụ động, giảm thân nhiệt nhân tạo á, thì thường là liên quan tới ghép cơ quan thôi. Ghép cơ quan, vì khi mà ghép cơ quan á, thì các cái hệ mà bảo vệ, cái nhóm mà bảo vệ cơ thể mình á, thường phải cho nó giảm tối đa các hoạt động. Rồi thứ hai nữa là về năng lượng nó cũng phải giảm trong ghép cơ quan, đặc biệt như là ghép tim, ghép gan, ghép thận, là những cái ghép cơ quan mà phổ biến nhất hiện nay. Ngoài ra còn rất nhiều cái ghép khác nữa. Rồi còn tăng cái thân nhiệt á, tăng thân nhiệt thì có một số cái ý cần chia sẻ với lớp. Ví dụ như là trong quá trình mà tăng thân nhiệt á, thì cái giai đoạn mà sinh nhiệt nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ nhiều hơn và nó mạnh hơn cái quá trình mà thải nhiệt. Đó. Về tăng thân nhiệt thì có nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là do T4 tăng chẳng hạn, rồi do cái quá trình thải nhiệt nó bình thường, nhưng mà quá trình tăng nhiệt thì nó quá trình sinh nhiệt á, nó sẽ tăng. Hoặc là do các cái vận động viên á, các vận động viên thì khi thi đấu thì đó là tăng thân nhiệt, để tăng quá trình tăng tạo thân nhiệt. Còn giảm thải thì có thể là do rất nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như là
giảm giảm thải nhiệt do cái nhiệt độ môi trường cao, do độ ẩm cao và thông khí kém. Nên là khi mà các bạn học ở trên lớp á, thì các cái phòng của chúng ta nó khá là rộng, nên là không có bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề mà thông khí kém. Thứ hai nữa là cái phòng học của chúng ta thì máy điều hòa nhiệt độ bật rất là nhiều, nên cái vấn đề mà môi trường, nhiệt độ môi trường nó sẽ ổn định hơn. Còn cái trường hợp ví dụ học chúng ta học buổi chiều đi mà chỉ có dùng quạt không á thì cảm thấy rất là khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. Và có thể phối hợp với một số cái hoạt động mà làm cho thân nhiệt nó tăng, ví dụ như lao động này. Nên khi mà thấy những người mà lao động ở trời nắng á, cảm thấy là thương người ta, ví dụ công nhân vệ sinh này, hoặc là các anh mà làm nhà chẳng hạn, xây á và giữa trời nắng thì cái tình trạng mà mất nước nó rất là thường xuyên, phải có cái biện pháp phù hợp để phòng. Rồi xay, ví dụ như là xay nóng ha, xay nóng. Ở đây là một số cái khái niệm mà chúng ta có thể tìm hiểu ha. Rồi tiếp theo là cái sốt ha. Sốt là cái thay đổi thân nhiệt một cách là chủ động. Thì đối với chủ động thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái sốt thôi, chỉ quan tâm đến cái sốt thôi. Vậy khi nào gọi là sốt ha, khi nào gọi là sốt? Khi mà nhiệt độ nó tăng, nhiệt độ nó tăng có thể là do nguyên nhân nào đó, ví dụ như là do siêu vi, do độc tố bên trong. Những người mà bị té, bị viêm nhiễm á, thì nó nhiệt độ tăng thì cũng có thể là gây sốt ha. Do vậy thì các bạn sẽ xem giữa quá trình mà sinh nhiệt và quá trình thải nhiệt thì những cái quá trình nào mà nó tăng. Thứ hai sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để chúng ta điều trị cho nó phù hợp. Còn những cái trường hợp khác, ví dụ như là tuyến giáp nó mà nó tăng, ví dụ như là cường giáp chẳng hạn, thì mình lại điều trị về vấn đề mà làm giảm cái hormone nó xuống. Rồi nguyên nhân có thể là do những cái chất mà gây sốt nội sinh hoặc là ngoại sinh. Thì đa phần chúng ta đang quan tâm đến những cái chất gây sốt ngoại sinh, ví dụ như là vi khuẩn này, ví dụ vi khuẩn hoặc là virus này, là những cái chất mà gây sốt ngoại sinh. Vì chúng ta gặp nó thường xuyên, đặc biệt là ở Việt Nam, cái vị trí của Việt Nam là vùng nhiệt đới ha. Thứ hai nữa là vùng mà cái vi khuẩn nó rất là nhiều, vi khuẩn nó khá là nhiều, và cái việc mà lạm dụng sử dụng thuốc á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà điều chỉnh cái bệnh lý khi mà các cái yếu tố này nó tác động tới. Ví dụ do vi khuẩn thì chúng ta còn có kháng sinh để hỗ trợ. Còn virus thì thường thường là phải nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể. Đó là những cái chất mà gây sốt ngoại sinh mà chúng ta cần quan tâm. Còn gây sốt nội sinh á, thì liên quan tới bạch cầu, liên quan tới bạch cầu và cái hệ thống bảo vệ của cơ thể chúng ta. Rồi nó có thể ảnh hưởng tới một số cái cơ quan trong cơ thể chúng ta. Nó có thể ảnh hưởng đến cái trung tâm điều nhiệt giữa cái quá trình mà sinh nhiệt hoặc là thải nhiệt. Và đối với sốt thì chúng ta sẽ có ba cái giai đoạn, cái giai đoạn mà sốt nó tăng lên, cái giai đoạn mà sốt đứng tạo thành một cái đường thẳng nó song song với cái mặt đất mà chúng hoặc là cái mặt mà chúng ta đo, thì người ta gọi là hình bình nguyên, và cái giai đoạn là sốt lui khi mà nhiệt độ nó ổn định. Ví dụ như là trong cái giai đoạn mà sốt tăng á, thì cái nhu cầu oxy nó sẽ tăng, nhu cầu oxy tăng, và khi mà nhu cầu oxy tăng á, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa nó sẽ tốt hơn. Đó, và theo nghiên cứu thì nhiệt độ mà trong cái môi trường mà nóng ha, môi trường nóng khi mà thân nhiệt mà nó tăng rồi á, nó sẽ gấp khoảng 1,5 so với mức bình thường. Nên là những người mà làm việc trong môi trường nhiệt đó thì phải có cái thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là thời gian mà cung cấp nước. Và khi mà làm á, thì nó sẽ có những cái chính sách, có những cái chế độ chăm sóc cho những người này vì người ta làm trong môi trường rất là độc hại. Và khi mà cái giai đoạn sốt tăng á, thì đương nhiên quá trình sinh nhiệt hay là tạo nhiệt là nó trội hơn rồi. Giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà sốt đứng ha, giai đoạn sốt đứng thì có thể có những trường hợp mà quá trình sinh nhiệt nó bình thường, nhưng mà cái quá trình mà thải nhiệt thì bắt đầu nó tăng đó, và nó có thể là có một số cái diễn tiến
mà chúng ta có thể ghi nhận được bằng cách đo nhiệt độ. À, và quan sát thì chúng ta chưa thấy cái quá trình mà ra mồ hôi. Rồi tiếp theo nữa là có những sự thay đổi, sự thay đổi ví dụ như là thân nhiệt ở phía ngoại vi nó sẽ tăng, rồi tuần hoàn và hô hấp một cái thời gian nó giảm hơn với giai đoạn trước. À, đó là một số cái sự thay đổi trong quá trình mà sốt đứng, làm sao đó nhiệt độ đó nó tăng cao hơn so với mức bình thường nhưng mà nó giữ một cái thời gian dài. Còn cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn mà sốt lui á, giai đoạn sốt lui á thì cái giai đoạn đó nhiệt độ nó giảm mà gần như về vị trí ban đầu, gần như về vị trí bình thường. Rồi đây là một số cái tính chất đó, một số cái tính chất của sốt thì các bạn chú ý để mà tìm hiểu. Ví dụ như thầy hỏi các bạn là sốt mà do sốt hồi quy á, sốt hồi quy đó, thì do xoắn khuẩn, một số con xoắn khuẩn nó gây ra. Vậy thì kể dùm cho thầy hai con xoắn khuẩn mà các bạn được biết. Hai xoắn khuẩn được biết, kể dùm cho thầy hai cái xoắn khuẩn mà chúng ta được biết. Xoắn khuẩn á, chúng ta có nhớ cái con xoắn khuẩn nào không? Những cái xoắn khuẩn rất là nổi tiếng thì mình kể ra. Mình nhớ không? Ừ, Giang Mai đúng rồi. Giang Mai là một con xoắn khuẩn mà các bạn hay nhớ. Còn một con nữa, con nữa thì chúng ta cũng gặp nhiều lắm. Nhiều khi chúng ta điều trị dứt điểm còn tốt hơn Giang Mai nữa. Giang Mai thì phải đi khám điều trị này, và điều trị Giang Mai ít nhất là điều trị từ 3 người trở lên đó. Còn một cái con nữa thì nó có vẻ là nhẹ nhàng hơn trong vấn đề điều trị, các bạn đã có kháng sinh. À, chính xác, đúng rồi, em nhớ đúng rồi đấy, HP. Đó, ví dụ như thầy có hỏi, vì cái môn này cũng có thể sử dụng một số kiến thức của bên bên ký sinh trùng một tí ha, vi sinh ký sinh một tí. Đó là về sốt hồi quy ha, nhưng mà có những cái sốt mà chúng ta nhớ ấn tượng, đặc biệt là nó lên tới phim luôn đó, là sốt rét ha, sốt rét lúc nóng lúc lạnh. Còn cái chủng sốt rét thì nó khá là nhiều. Rồi sốt dao động ha, sốt dao động thì ví dụ như thầy lấy một cái ví dụ như là viêm ha, viêm tại vì mình có bài viêm mà mình lấy ví dụ viêm luôn. Hoặc là lao, lao thì các bạn gặp rồi ha. Lao thì các bạn đã có được cập nhật ở những cái chương trình phòng chống lao này, chúng ta sẽ thấy những cái biểu hiện là sốt về chiều ha, sốt về chiều chênh nhau khoảng 1 độ. Còn sốt liên tục ví dụ như là sốt phát ban ha, thì lấy sốt phát ban cho nó dễ nhớ. Cái viêm phổi nhiều khi các bạn không thấy đâu, nhưng mà sốt phát ban này chúng ta sẽ thấy. Do vậy thì đối với tính chất sốt thì chúng ta có thể chia làm hai cột. À, một là cột là liên quan đến tính chất sốt ha, tên. Cái cột thứ hai á là liên quan tới biểu hiện, ví dụ như là sốt liên tục thì thường gặp ở đâu, ví dụ như là sốt phát ban. À, sốt dao động thì thường gặp đâu, ví dụ như lao hoặc là viêm chẳng hạn. Hoặc là sốt ngắt quãng, ví dụ gặp trong sốt rét ha. Về sốt hồi quy thì thường là nguyên nhân là do xoắn khuẩn. Về cái việc ảnh hưởng tới các cơ quan khác thì chắc chắn là hô hấp và tuần hoàn nó sẽ tăng rồi. Chúng ta cứ để ý một lần mà nhiệt độ mà tăng là cái hô hấp nó tăng liền à. Và tuần hoàn cũng phải tăng để đảm bảo cái mối tương quan ha, giữa hemoglobin hay là giữa hồng cầu với oxy á. Vì chúng ta cũng biết là khi mà nhiệt độ tăng á, thì liên kết giữa oxy với hemoglobin nó sẽ bị phá vỡ. Và lúc đó oxy nó sẽ không được vận chuyển tới nơi mà nó cần. Và để mà nó tự đi thì khó, rất là lâu. Do vậy thì phải cần có hô hấp nhiều hơn nữa, cần có tuần hoàn mạnh hơn nữa để tiếp tục là hồng cầu nó sẽ đảm nhận cái vai trò là vận chuyển. Rồi liên quan tới chuyển hóa, ví dụ như là chuyển hóa về tinh bột chẳng hạn ha, chuyển hóa về những cái chuyển hóa về tinh bột. Rồi chuyển hóa về chất béo. Và những người mà bị sốt thì vẫn nên cung cấp đường với chất béo cho người ta để người ta có thể tạo được năng lượng. Để tránh cái trường hợp mà ăn quá ít, ví dụ như cho một chút xíu gạo, nấu một nồi cháo rất là lớn ha, ăn khoảng 2-3 ngày toàn cháo trắng không, thì lúc như vậy thì cái nguyên liệu nó sẽ không đủ ha, nó sẽ không đủ cung cấp năng lượng đâu, chúng ta bắt buộc phải bổ sung bằng cái dạng khác.
Rồi về chuyển hóa đạm ha, chuyển hóa đạm thì do đạm nó là cái thành phần nó có thể tạo nên kháng thể, tạo nên một số hormone. Do vậy thì tăng quá trình chuyển hóa đạm cũng là có một lợi thế. Vì cái nhiệm vụ chính của đạm á, là tham gia cấu tạo các cái chất, còn cái việc tạo năng lượng thì không nhiều. Nó thường xuyên là đảm nhận vai trò tạo cấu trúc hơn. Rồi cái quá trình mà chuyển hóa muối nước thì nó cũng liên quan đến cái khả năng giữ nước của ADH á, hormone của tuyến yên á. Về thay đổi các cái cơ quan chức năng á, thì liên quan đến thần kinh mình đề cập trước đi, thì lúc đầu là hưng phấn, là chửi rồi nói rất là nhiều, nhớ cái gì nói cái đó thôi, nhưng mà một thời gian sau á thì chuyển qua cái giai đoạn ức chế. Giai đoạn ức chế thì nằm im một chỗ à, không có một cái phản ứng gì cả. Và nếu mà chuyển qua mà vội như vậy mà điều trị mà không ổn lắm thì phải chuyển hồi sức cấp cứu á, rất là sợ những trường hợp này. Còn về tiêu hóa thì nó liên quan đến cái việc mà các cái tuyến nước bọt nó giảm tiết, khi mà sốt đó, nó sẽ giảm tiết, nên cái cảm giác mà nó thiếu nước bọt hoặc cảm giác đắng miệng nó hay xảy ra. Do vậy thì thường ăn món ăn mà dễ nuốt nhất là nhóm cái món ăn mà từ chất lỏng á, món uống từ chất lỏng thì nó sẽ dễ tiêu hơn khi mà bị sốt. Rồi về tuần hoàn thì nhiệt độ mà tăng 1 độ C á, thì cái nhịp tim tăng khoảng 8 tới 10 nhịp, thì các bạn nhớ 10 nhịp cho nó dễ nhớ nhé. Đó. Rồi có một số cái sự thay đổi liên quan tới huyết áp, thì do cái huyết áp bằng thể tích tâm thu nhân tần số tim nhân với sức cản ngoại vi. Ở đây sức cản ngoại vi á thì nó cũng chịu ảnh hưởng, tại do co bóp nhiều mà. Rồi thể tích tâm thu cũng bị ảnh hưởng luôn, vì máu từ tim đi ra nhiều. Rồi nhịp tim nó cũng bị ảnh hưởng. Về hô hấp thì đương nhiên nhịp thở nó tăng á, để cung cấp oxy thôi. Về tiết niệu á thì cái giai đoạn sau thì quá trình đi tiểu nhiều hơn. Còn về nội tiết á, thì một số cái nội tiết mà thầy có giới thiệu cho lớp á, ví dụ như là ở tuyến yên á, mình có cái ACTH nó tác động tới cái thận á, để tăng tiết cái cortisol để tăng quá trình chuyển hóa. Rồi T4 ha, T4 hay adrenaline, đặc biệt là T4 á, là tyrosine á, nó làm tăng cái quá trình chuyển hóa. Vì lúc đó nó cần năng lượng mà, nó cần nguyên liệu nữa chứ. Vì tới lúc đó thi thể nó đông lắm ha, và nó hoạt động rất là tốt. Rồi tăng ADH thì là tăng giữ nước ha. Nếu mà ADH nó mà giảm á, thì gây tình trạng là mất nước. Rồi về gan á, thì tăng chuyển hóa của gan ha, tăng chuyển hóa của gan. Gan là một cơ quan có rất nhiều cái chức năng khác nhau, và chức năng nào cũng quan trọng hết luôn á. Đặc biệt là chức năng về chuyển hóa ba chất này, chức năng là khử độc này. Khử độc của chúng ta thì có khử độc nội sinh và ngoại sinh. Khi mà cái thuốc của chúng ta cho bệnh nhân uống á, thì bệnh nhân cũng phải khử độc thôi. Hoặc là những cái quá trình mà cái kết quả xảy ra, những cái phản ứng xảy ra trong cơ thể á, sẽ tạo ra những cái chất độc, và gan nó sẽ đảm nhiệm vai trò là khử các chất độc đó. Còn về cái miễn dịch á, thì chỉ cần tăng cái kháng thể, nếu mà ăn uống được mà tăng cái kháng thể lên là người nó khỏe. Chỉ cần là cái liên quan đến cái kháng thể. Rồi về sốt thì Tường đặt câu hỏi là nó tốt hay không, thì thực ra là sốt nó có hai mặt. Cái mặt tốt đó thì cũng có, nhưng mặt xấu thì cũng nhiều. Thì chúng ta thấy cái mặt tốt là báo hiệu cho cơ thể mình, có chỗ nào đó nó khó chịu, nó sốt đó, để chúng ta có sự chuẩn bị về nguyên liệu ha, chuẩn bị về về vấn đề mà khám mà thăm khám ha. Rồi chuẩn bị về thuốc. Còn một mặt nữa thì sốt đó, nó làm cho cơ thể mình nó hao năng lượng dữ lắm, nên đó là điều bất lợi ha. Cái sốt đó rất là hao năng lượng luôn. Và sốt mà xảy ra những đối tượng đặc biệt, ví dụ như trẻ em, thì rất là đáng đáng quan tâm, phải cẩn thận ha. Sốt mà xảy ra ở trẻ em phải cẩn thận. Đó. Và khi mà sốt nó xảy ra như vậy á, nó sẽ làm cho cái nguồn nguyên liệu nó sẽ bị giảm, nguồn nguồn nguyên liệu nó sẽ bị giảm. Rồi nó có thể làm cho tim hoạt động nó nhiều hơn, nó quá tải. Do đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình điều hòa cái lưu lượng máu đi khắp nơi trong cơ thể. Rồi nó làm cho rối loạn các cái quá trình chuyển hóa,
À, đúng ra cái quá trình chuyển hóa tinh bột thì phải là ra gluco ở trong máu, rồi quá trình chuyển hóa lipid thì phải ra chất béo ở trong máu, rồi quá trình chuyển hóa đạm thì phải ra axit amin ở trong máu. Nhưng mà đây có sự rối loạn liên quan đến tác hại của sốt. Do vậy thì đối với trường hợp bình thường, nếu mà một người nào đó mà bị sốt mà vào á, thì cái việc đầu tiên á thì chúng ta làm sao đó để có một cái nhiệt độ phù hợp, và chúng ta sẽ quyết định cái phương án là hạ sốt như thế nào. Hạ sốt thì có nhiều cái cách hạ sốt lắm. Những cái cách hạ sốt mà chúng ta thấy mà ở nhà thuốc mình hay làm là bán những cái thuốc hạ sốt, bán thuốc hạ sốt về uống. Rồi có, nếu mà có tâm hơn chút xíu đó thì tư vấn uống như thế nào, sáng hay trưa hay là tối, rồi hay là uống khi mà sốt, rồi sau khi uống thì có ăn uống cái gì hay không. Đó là cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà xử lý á. Ngoài ra những cái trường hợp mà đang sốt mà sốt nhẹ thì có thể lau mát bằng nước ấm với nhiệt độ nó cách cái nhiệt độ của cơ thể mình khoảng 2 độ C đó. Rồi tăng yếu tố bảo vệ thì bằng cách là tăng ăn uống thôi, ăn uống cho nó tốt, rồi sử dụng những cái loại thuốc á, nên cho nó phù hợp với bệnh lý, rồi sau đó mới tìm nguyên nhân ha. Những trường hợp cấp thì tìm nguyên nhân sau. Và nếu mà có cái trường hợp mà biến chứng hay là tai biến gì đó mình sẽ xử lý. Nhưng mà đa phần các cái trường hợp mà sốt thì mình đều có xử lý ổn được. Nên đó là liên quan tới cái sốt. Còn cuối cùng thì lớp thấy cái hình ảnh này này, là thầy hy vọng là các bạn luôn luôn ở trạng thái là cái màu xanh, lâu lâu mà qua màu đỏ, lâu lâu mà qua màu vàng á thì cũng sẽ trở lại về màu xanh nhiều. Ví dụ bạn nào mà đi chích ngừa rồi á thì chúng ta thấy nó về nhà cái tối nó hơi mỏi, hơi sốt một chút xíu. Nhưng mà sáng hôm sau thì nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Còn những bệnh nhân mà 39 độ hoặc là hơn á, dấu cộng như vậy nè, thì thường phải nhập viện gấp để điều trị và phải vô cái phòng cấp cứu luôn á. Và cuối cùng mà cái nhiệt độ màu đen đen như vậy thì rất là khó rồi, nguy cơ là cứu không kịp. Đó là cái một số cái thông số á, cơ bản nhất của cái nhiệt độ của cơ thể. Vậy thì tóm lại là đối với trường hợp mà rối loạn điều hòa thân nhiệt á, thì lớp nhớ cái cấu trúc nào nó điều hòa cái thân nhiệt đó bằng những cái quá trình gì, và trong những quá trình đó có những cái việc gì mà mình cần quan tâm. Rồi tiếp theo nữa là mình phải chia ra là cái mà tăng thân nhiệt chủ động, tăng thân nhiệt thụ động. Rồi sau khi phân tích một hồi, mình sẽ phân tích liên quan trực tiếp đến một cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là sốt chẳng hạn, nó sẽ được định nghĩa như thế nào, yếu tố nào tác động tới, nó ảnh hưởng tới cơ quan ra sao, rồi ảnh hưởng từng cái cơ những cái cấu trúc của thuộc cái cơ quan đó luôn. Và phải khẳng định là sốt là một cái chất vừa tốt và không tốt, mình phải khẳng định điều đó, mình không có thể phủ nhận được. Nên cố gắng là tăng cái mặt tốt của nó ha, và giảm cái mặt không tốt, thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể nó ổn. Và cái mùa này á mà chúng ta không bị sốt là một điều rất là may mắn ha. Bây giờ rất là sợ ho rồi sợ sốt, rất là sợ luôn, nên người ta nói là một cái niềm vui nhỏ nhỏ của mỗi sáng thức dậy á là thấy hàng xóm nó không bị giăng dây, hay nhà mình không bị giăng dây, là niềm vui rất là lớn luôn. Rồi như vậy là đã hướng dẫn các bạn xong cái phần rối loạn điều hòa thân nhiệt ha, hay là bài sốt đó. Về nhà chúng ta đọc